quảng cáo anh em ơi. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có một cái shop khác, đó là shopmonsu.com. Anh em có thể truy cập đường dẫn hoặc là có thể lấy link ở dưới phần mô tả của video để truy cập vào shop app của mình để tìm kiếm những cái app game mà mọi người mong muốn bán. Hiện tại bây giờ shop app của mình có khá là nhiều loại game nhưng đa số chỉ là OMG và Q. Ở đây chúng ta có phân loại game, có server chơi của nó và cách giao dịch là bằng cạc hay ATM hay là chuyển khoản. Các bạn có thể bấm vào đây để lọc app. Đấy. Khi các bạn muốn mua app và tìm app mà muốn, các bạn có thể click vào cái app đó và trong cái bài viết đó sẽ có đầy đủ thông tin về app này, ví dụ như giá cả này, máy chủ này, server chơi này, cách thức giao dịch này, link của người bán và số điện thoại của người bán. Anh em có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là link Facebook của người bán để có thể hỏi mua app. Ở bên dưới thì có hình ảnh gọi là sơ qua về cái app của họ. Đấy, đấy là những cái thông tin cơ bản về một con app. Đấy, còn anh em nào mà muốn đăng bán app lên shop app của mình, anh em có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình với một giá một con app đăng lên shop là 20k. Anh em sẽ cung cấp, mình sẽ yêu cầu những thông tin app và anh em sẽ cung cấp thông tin và mình sẽ đăng app của các bạn lên shop của mình. Ok. Lập đi cho anh em có không? Lập phải biết quản lý, đã là bang chủ là phải quản lý bang. Tôi bảo tôi không quản lý bang đâu, còn nhiều việc lắm, bao nhiêu game liền. OMG làm 2 app. Xong bây giờ định bệnh OMG 3 sắp ra. Xong rồi định bệnh thiếu niên danh tướng 1 ác. À quên, thiếu niên 3Q 1 ác. Rồi thiếu niên danh tướng 1 ác. Nó phải lồn ạ, chết con nhà người ta. Xong rồi chuẩn bị ra cái con Tam Quốc Chí cái đéo gì. Hôm trước tôi review với ông mà main, mà gọi là main không chết đấy. Nhiều hơn. Làm lập kênh mới làm cái gì bạn cho nó mất công. Không thì làm bán phó là tôi làm người thường thôi. Ôi địch mạnh chưa đồng ý ạ, phải lồn thật. Nào, lại ra team đóng băng rồi. Lại dùng team đóng băng. Team đỏ anh ơi, tôi lập ông vô không. Tôi chơi theo anh em ở trong group, xem anh em kêu vào băng gì đã, có lập băng không đã. Game tôi chơi tôi nạp, chắc game đấy cố thì nạp tầm VIP 5 hoặc VIP 7 xong rồi thì mẹ chơi chán tại vứt. Team đỏ anh ơi, kim đỏ khó đấy. Mãi cả chết con nhà người ta chứ đâu chết mình. Tôi lập ông vô không. Tôi còn chưa xác định server mà. Tôi chưa biết server tôi đang định chơi server gì. Tôi chưa biết tôi có định chơi không nữa cơ. Thì tôi ngắm còn tôi ngắm quả VIP 7 là lấy con SSS thôi. Cảm giác mình đánh Windows. Chắc. Kiều ơi. Kiều ơi, kiếm đồ ăn đi, gọi đồ đi. Đói quá. Trời độ nó lại ra ba con gì thế này. Nó còn cặp kè son le với class thế này mới đau chứ. Thôi, đã bảo chơi đóng băng là phải dễ đóng băng. Đàn ông là phải bậy. Nói lời là phải giữ lời, thì phải cương quyết. Mấy con tướng duyên đóng băng ít nhỉ? Đâu nhiều mà. Bậy, tí nữa lên cao nhá. Ít nhất là đóng băng nó còn có tướng tư chất 16 Trương Liêu với Tả Từ. Xong rồi còn có cả Khương Duy nữa, được phết mà. Ăn kèo nào chưa anh? Ôi, trận trước anh làm 2 kèo. Mới làm 3 bọc hủ tiếu. Đi mẹ, đừng nói tôi lại đói. Đang đói đây, đừng nói. À đúng rồi. Tôi phải ngồi đây. Ông cứ phán server cái, tôi vô chơi là ban. Nhưng bây giờ tôi chưa xác định là server, tôi phải đợi mấy ông trong group xem ông chơi server gì đã. Tôi hỏi các ông như này nhá. Hôm trước tôi vừa mới hỏi xong, hỏi người yêu tôi xong, người yêu tôi cũng không biết đó là hủ tiếu là cái đéo gì. Tôi nghe có cả hủ tiếu gõ mà tôi cũng không biết hình dung là hủ tiếu nó là cái món như thế nào. Không có đóng băng nhở. Ấy sợ lắp đồ công vớ vẩn ngáo à. Hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Món này ở Việt Nam anh. Ừ, nhưng mà nó có những cái gì ở trong nó?
giống phở à? À, nhiều quán mì vẫn mì Vạn Thắng có đấy anh. À, nó giống phở thôi gì? Kiểu là vùng miền khác kiểu là vùng miền khác nhau thì gọi theo kiểu tên khác nhau đúng không? Hủ tiếu gọi thì gọi là phở thôi. À, chỉ là bánh phở nấu lên thôi gì? Ramen Việt Nam chăng? Tôi còn chưa bao giờ được ăn ramen. Đọc chuyện thấy bát ramen ngon vậy đấy, tôi chưa ăn lần nào. Cặp hủ tiếu nhỏ hơn phở anh ạ. À, nhỏ hơn phở à? Thế nó giống bún à? Và muộn quá, người sắp ọp rồi. Đúng rồi, sắp ọp rồi. Nốt trận này chắc là ọp thôi. Con lục tốn ở đây nó lạc lạc thế này. Giống cặp phở khô dai hơn bún. Nó giống sợi mì nhưng mà màu trắng, nhưng mà nó cứng hơn nhiều so với sợi phở. Giống bánh đa ấy anh. À, giống bánh đa ấy hả? Nhưng mà bánh đa to mà, sợi bánh đa nó to cái đấy. Dai hơn bún à. Nghe đỉnh thôi, đang đói. Cứ ngồi thảo luận à. Đói mãi lồn. Giống bún riêu á. À, cái vị nó giống kiểu vậy. Cái gì ăn ta đói phải luôn. Em xem cái gì thì tôi xả ra. Tự dưng nghĩ đến cái gì ăn uống thì ông đúng không? Thức phải luôn, đã đói thì ngồi khơi khơi lên nói. Để mày đói vơ mồm ra. Còn giống là sợi bún khô đấy. Bún sợi bún khô thì nó sẽ bé hơn. À, quên bảo đéo nói đâu mà. Buồn cười thực sự. Tuần này nó ra cái clap này hơi ít ấy. Thôi tôi nâng chat lên cho con tướng này vào cho nó thủ rồi. Sắp lấy vợ chứ Kumon chưa, tiền đâu mà lấy vợ. Anh thích ăn cơm nắm không? Tôi cũng chưa ăn cơm nắm bao giờ cơ. Anh xài tay nha không dây à? Đâu dây thì nó lù đấy, ông bảo không dây mày. Ok là Minh Trần nhá, đói cho anh đói vãi lồn luôn này. Trời mưa quá thì mày tôi làm việc đấy. Chưa mua cái gì. Nãy giờ có hai like. Nãy giờ có hai like và nào không? Có chứ, toàn hai like đẳng cấp ý chứ. Mai tôi thấy tôi chơi cũng hên mà cũng có đen lắm đâu. Anh cho ăn à? Chưa, bạn làm gì được ăn giờ này. Hôm nào like ăn chiều đâu. Ảo hóa mới có hiệu ứng mới không? Trời, tôi làm gì đã được mặc đâu. Tôi còn có biết ảo hóa là cái gì đâu. Tôi đã được mặc, tôi phải mặc tôi mới xem chứ. Vừa ăn cơm vừa like tự nhiên lại lên view thì vui. Không lên ở đâu, ăn nói nó nhổm nhòm khó chịu á. Không đen mà. Anh làm vlog review đồ ăn, ví dụ như tôm hùm. Ôi đi. Vãi cả lồn. Anh sống ở đâu vậy ạ? Mình sống ở Hà Nội. Đi mà review tôm hùm với cô hoàng đế á. Vâng, tôi vừa nói với ông lương tháng tôi 2 triệu. Ông bảo tôi review đi mẹ tôm hùm với cua hoàng đế. Ừ, thế thì đi mẹ bốc cứt ăn cậu ơi. Lấy cái gì bỏ mồm. Lương tháng 2 triệu review đồ ăn đi mẹ. Nhẹ nhàng có tôm hùm với cua hoàng đế là thôi xong rồi. Mẹ xong rồi từ đấy cuối tháng ăn cứt luôn. Live stream xong đi ngủ khắc nhiều view. Này có làm chuỗi no một không? Có chứ, top liên tục. Nghe có ông bảo có ảo hóa mới tả từ rồi. Anh xem chưa, làm gì phải ảo hóa tả từ đâu. Ảo hóa từ chất bút mà. Hai anh làm bát mì tôm với giá với top mỡ dạo nọ đi. À ừ nhở, nhưng mà hết top mỡ rồi. Và lại cũng không có giá nữa. Còn mỗi mì tôm thôi. Mà đỉnh lệ lại còn mì tôm xào nữa nó mới chết chứ. Gắn full đam cho con bút hai con cầm giáp thôi. Thế thì khả năng chỉ có hòa thôi. Tôi đang tính làm vlog ấy. Mấy hôm nữa chắc là tôi định mấy hôm nữa kiểu như kiểu đi du lịch. Mấy hôm nữa kiểu hè thì nhà tôi hay đi du lịch.
Thấy mẹ 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 tôi bảo năm nay đi vào Phú Quốc, nên là tôi đang tính hôm đấy tôi làm vlog quay lại. Anh em thấy thế nào? Mà mấy hôm đấy tôi đi du lịch kiểu gì tôi off stream, off video. Anh chỉ cần bỏ ra 50k, còn lại xin bố mẹ. Hợp lý. Địch mạnh hợp lý. Cứ tớ lại vào làm. Anh có ăn bánh bánh tằm chưa? Bánh tằm á? Bánh tằm là bánh kéo gì nhỉ? Thôi kệ, để cuối game rồi. Không phải đâu, tôi nói thật đấy. Hôm sau tôi đang đi quay vlog thật mà. Nhà anh chắc giàu lắm nhỉ? Địt mà ông điên rồi, ông nào đến nhà tôi giàu chỗ đéo nào. Làm gì có cái gì mà giàu. Đang tính cho mẹ quay vlog xem mình sẽ phải quay những cái gì. Tôi cũng chưa vào Phú Quốc lần nào. Nạp tận mấy chục triệu vào game là nạp trong khoảng thời gian nhiều bạn. Tính ra là nó nhiều vậy các bạn. Tính từ cái thời thì mình làm YouTube đến giờ cơ mà. À, tính từ cái thời cấp 3 đến giờ là bình thường. Cấp 3 đến giờ là 7 năm rồi. Nguồn gốc tên Monsu là sao anh? Ủa thì ông đừng có tìm hiểu đấy làm gì. Làm vlog tuyển tập những công thức nấu mì tôm ngon buổi rẻ sinh viên cuối tháng. Vãi lồn. Chục triệu lông tay lông chân thôi. Toàn cảnh biển đất nước con người đi anh, mà tôi quay bằng điện thoại đấy. PC Monsu 100 triệu đây, vớ vẩn. 100 triệu nào, điên à? Toàn tin đồn thất thiệt à? Vãi đái à? Đúng cộng đồng mạng. Em nạp chưa được nửa năm đã 10 triệu rồi. Đấy, tính ra là bình thường hơn tôi. Ủa thì mạnh làm gì có sát thương đúng không? Con bạch trạch có lên kim thần thú không? Chắc là lên được thôi mà phải từ từ. Cần chục ván quỷ nhan lương chưa chân. Có khi bán lấy vu cấm. Chán vậy đấy. Mà mới chết ba chứ phải nâng chết cao đâu. Hòa, biết ngay hòa. Chân cơ, thánh bút rồi. Đổ công thế không bút thì vứt. Ô kìa tướng buồn cười thế à? Mới anh về với tập của anh. Bán con mẹ mày luôn. Lấy điều thuyền còn hơn. Lấy điều thuyền còn kích hai duyên. Kìa. Thế loại anh ok cho củ cải nhá. Cộng đồng mạng mà bảo sao làm PC. Nó bảo 2-3 tỷ cũng được nhưng là thật. Định mệnh thứ 6 anh like tiếp à? Đúng rồi, mình like thứ 4, thứ 6, chủ nhật. Anh đã đánh vô cấm kim cho nó sợ hẳn luôn. Không lên được. Không ăn được, không ăn được là không ăn được. Sớm mai bài mới à? Tôi nạp liên quân cả 20 triệu rồi. Không, nạp game nhiều mà tính ra cộng vào mới thấy nó nhiều chứ không không phải nạp một một phát vào cả. PC Monsu để mẹ vãi rồi. Mai mình có live đâu, mình live thứ tư, thứ sáu, chủ nhật mà. Hả? Ăn gì cũng được. Anh tưởng anh đói lắm rồi, đút cái gì vào mồm anh ăn là hết. Mà xem ở trên đấy có những cái gì đã, em cứ tìm đi. Vu cấm vu cát là hai kèo ông ngon sợ VL thật. Sợ VL luôn. Giờ này Hà Nội đang mưa anh. Ui đi mẹ mưa to rồi em ạ. Tự dưng lại mưa chứ, sáng nắng vỡ đầu rồi. Lúc nào không like báo em một tiếng mất công học. Nếu như không like tôi báo trên fanpage mà. Hả? Mua cái gì mà cả em và anh ăn được ấy. Ừ cũng được, ăn cái bò ấy chứ. Cơm rang à? Ừ. Anh tưởng hôm nay em lại tìm phở cuốn. Nó là cái số rồi. Thôi cứ từ từ anh like xong đã. Không dám băng à? Vu cát kìa, subscribe motherfucker. Mà pha nạp lớn nhất là 7 triệu.
họ nhà Vũ. Đấy vậy. Tiểu Kiều mà chân cơ đâu? Không, chân cơ gì? Em đang chơi bố mà em muốn chơi du nhưng tẩy trí lực có bất chấp qua du không anh? Điền là toàn đấy. Làm mì xào thêm tương vô có ăn lắm không ạ? Đây 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 đây. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Đàn đi. Hai đủ công nhá. Nâng chat lên Nam anh ơi, nâng rồi. Con mê lên kim được rồi à? Lên được rồi, bản thân Nam cũng update lên rồi đấy. Chỗ tôi mưa từ trưa đến giờ không ngớt. Chỗ tôi thì mới buổi chiều trước khi tôi like tí. Có ông server em mới ngày đầu nạp vô lên VIP 10 luôn. Nạp sự kiện. Nhìn ông chơi mà muốn vô cờ liên quân chơi VL, cờ liên quân chơi trắng với đái không ạ? Hyperjoy tự đóng băng đi ổn đấy. Từ từ đã, phải tích tiền đã. Bởi vì thật ra team đóng băng này nó lại cộng cắt. Mày làm luôn á, làm luôn á. Không phải nói nhiều, không phải nói nhiều. Chơi luôn, tôi phải nâng chắc lấy liều với lại bạn tả từ đã. Xong rồi tôi quất tiếp. Cứ phải có liều với tả từ đã. Game gì đấy anh ơi? À, om sẽ bao quy chép bạn. Trong tất cả các kênh mà mỗi chuyện nhiều muối, vui thì tôi thì lại muối nhiều ấy đúng không ạ? Tối đi ngủ gái nó lại anh ứ định mạng tưởng kim tụi 1, 2, 4 vàng là sao? Không phải đánh trận này, không phải lấy kim trận này là phải top 1 chứ. Kim có được gì đâu. Kim cứ được donate đâu. Bóp 1 thì cho anh em xem chứ. Bao giờ làm tiếp clip top Pekachina à, tôi phải tìm được video hay đã. Anh tên gì đấy? Tôi á, tôi tên là Mossu. Anh có 3 năm làm clip. Mới nói là như vậy này. Chả thế không? Mà, ui dồi ôi giờ lại ra làm hai con với ba vẩn này. Sợ thật sự. Đúng game, chất game đúng bóp dài. Nào. Ngon rồi. Đéo sao rồi các ông ơi. Buồn cười thật sự. Hương Duy lên chân phát nhở, đẹp luôn. Anh đẹp trai có ôi đi mẹ. À quên, chết, quen mồm. Ơi, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn quá khen. Em thích cái con Nhan Lương à. Đâu, nhưng mà bây giờ chả nhẽ lại bỏ hoang cái vào. Nhưng nó mãi không quên. Tốn sách đi với Duy mà không lấy. Không, bây giờ ông bảo cho em Trương Liêu với mẹ tả từ nữa là chật kín đất rồi. Phần vần không biết là có nên ném con Tiểu Kiều đi không đây này. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Quen kiểu quen mồm nói chuyện với anh em trong game thấy đấy bạn. Quen rồi. Em bước đi cùng ai. Úi trời ơi, tuyệt vời chưa. Ôi, hôm nay mẹ tôi chơi toàn những con tướng mẹ tào lao mà sao vẫn tốt nhỉ. Kỳ lạ thật sự. Úi rồi đây rồi, đôi giày. Đây rồi các ông ạ. Mạnh hoạch ra nhiều thế. Sao lại ra nhiều mạnh hoạch thế nhở? Vãi. Lên tiếp được đồng chắc luôn rồi ạ. Để Tiểu Kiều bút đi. Ok, tạm mới đi. Thì anh bao tuổi rồi? Mình 24 bạn ạ. Ném bút đi là toang. Thấy á?
thấy đồng trác đi với sát thủ là ổn, đam vàng khè từ nộ tới đánh thường. Idol tam quốc anh ơi, tên thật của anh, ui không đừng hỏi tên thật, tôi thấy ngại vãi lồn, bắt trả lời nâng chết luôn anh, từ từ em 23. Ơ thế là kém mình 1 tuổi, 23 là 97 à, đúng không nhỉ, 23 là 97 đúng không? Cút.
Còn Mạnh Hoạch giữ là tôi đang thấy thì mày hơi toang đấy. Ủa thầy xích thêm con lữ bố về nhỉ? Xích thêm lữ bố thành con tiểu kiều ra nhá, được không? Em thấy ổn 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 hơn không? Lấy tư chất 16 mà được đánh trước không ạ? Nó cho ra nhiều tướng quá không mua phí. Tên shop em cũng có shop, tên shop là Hào Hào. Shop đéo gì vậy? À quên, shop bán cái đéo gì ạ? Hôm nay không đen nữa rồi. Ơ này hên mẹ. Anh chỉ gọi em tên mấy con tướng trong thiếu niên thành tướng đi. Mình có dịch rồi mà. Mình có dịch rồi mà. Trên group ấy mình có đăng ảnh luôn mà. Tất cả các tướng bên bản Trung Quốc luôn. Thay Mạnh Hoạch á. Thay Mạnh Hoạch đéo có tanh ấy chứ. Chết đi chứ. Nhưng mà thay Mạnh Hoạch như thiếu nhỉ. Thay Mạnh Hoạch ra có thiếu tướng không? À đủ này. Vẫn đủ bộ. Ôi đóng đóng bằng chất lượng nhỉ. Nhiều phết đấy. Nhưng mà đến mẹ đánh này là hay rồi. Sợ Thay Mạnh Hoạch nó bị bay mất tanh thôi. Om gì với danh tướng. Bãi lồn. Tôi nhớ là shop Om gì chỉ có tôi là người có được nhỉ. Sao lại bạn cũng có được nhỉ. Kỳ lạ thực sự. Nào anh em có quyết định thay Mạnh Hoạch không? Vote đi anh em ơi. Có thay mạnh thay con Mạnh Hoạch ra không? Tôi thay luôn này. Thay luôn này. Hay là đợi lữ bố lên. Ui dồi ôi. Ui dồi. Luôn nhá. Để quả này là phải luôn rồi. Nảy quả như thế là phải luôn rồi. Ra đồ thế thì luôn là cái chắc rồi. Làm con định mệnh lữ bố chân này. Tả từ ô 1 ta. Lữ bố ô 1 chứ. Để lữ bố nó nhảy bạn. Để cứ phải xem trận xem có bại không ạ. Trương Liêu 2 luôn. Bằng thống. Hay là tôi bỏ. Này. Làm một vote đó. Tôi bỏ con Tiểu Kiều nhét thằng con Trương Liêu vào này. Chơi không? Bằng thống bên danh tướng bị thành trẻ trâu rồi. Nhưng mà nó còn đẹp chán. Chỉ em với đó. Cho hai liều luôn. Đúng rồi ông này mẹ. Đúng ý tôi này. Hai liều luôn này. Bỏ mẹ Tiểu Kiều đi. Hai liều cơ mà. Để làm cái gì? Ôi Khương Duy này. Bằng Trương Liêu này. Định mệnh biến ngay. Biến ngay. Công thấy không? Định mệnh thấy nó vào không? Vào không? Tầm này bút đi. Bút làm con mẹ gì nữa. Anh có ác nào ngon không? Trên shop của mình đầy đó bạn ạ. Thiếu niên danh tướng có chuyển được lữ bố sang tả từ không? Không đâu bạn ạ. Chuyển thế ông khôn thế. Ông khôn vãi lồn nha. Thì hai con tướng khác bật đấy. Chuyển nước rồi thôi. Cho liều 2 á. Thì mày vậy là chơi hai con liều đám to luôn. Còn mày hên vãi lồn. Mẹ mày. Thôi xong rồi. Ông nào lúc nãy ra còn cái mồm ra còn gãi cái kèo kim tướng chưa donate rồi. 12 con liều sói luôn à. Nghe hợp lý nhở. Tự dưng thì đéo là tụi đá được sang cái team này chứ. Nhiều đồ. Kim Liêu đi hôm nào nó đến 100k. Địt mẹ thôi xong rồi lại thấy có mùi rồi. Nhưng bây giờ mà lên Kim Liêu tôi sẽ mất một số lót tướng ấy. Khương Duy nữa này. Đấy địt mệnh các ông ạ. Thôi tôi hy sinh tướng tôi mua cho nó lành. Úi dồi ôi, mùi nó lại thơm thế à. Chết người rồi. Chỗ anh có mưa không? Có bạn ạ. Ác ngon thì mỗi tội là không free, chuẩn mẹ rồi. Lên kim thì mai có clip, đúng mẹ luôn. Lên Kim Diêu, Liêu thay Du à thay Duy vào à? Hợp lý này. Hợp lý thực sự này. Trường Liêu thể hiện em ơi. Thằng này nó cầm một con Liêu của tôi này. Hay lắm, không mít ạ. À quên. Bóp mít ạ. Không bị mù rồi. Kim Liêu thì hai Duy thôi. Hai Duy là hợp lý rồi bạn ơi. Trời ơi, top 1 với tôi bạn nhé. Ngon rồi. Thơm rồi.
Lại duy ạ. Định mệnh duy kim ấy thì thôi tôi không biết dùng một tướng gì vào ấy. 21 điểm mỗi thằng. Ôi định mệnh. Kèo này vẫn thơm cơ không ạ? Trời đúng. Nó phải như thế cơ không ạ? Này, trận này là tôi khả năng cao tôi sẽ đăng lên video đấy. Bây giờ ông nào donate đi là ngày mai lên video sẽ có tên của ông hiện lên đấy. Hợp lý chưa? Không kim liêu rồi. Kim liêu khó rồi. Nên em sử dụng kim ngô. Kim liêu thì hai duy. Nhưng mà đến thằng kia nó vẫn chưa chết đâu ạ. Thằng kia nó cầm còn trương liêu chân nó vẫn chưa chết cơ. Bán duy đi tí mà lên được liêu là mẹ chống ô đấy. Má nó thải còn cầm một con trương liêu này. Bọn này chia nhau trương liêu hết rồi. Ôi thôi ôi, sao thằng choáng thế giới thế nhở. Choáng hai con trương liêu ấy. Choáng mẹ nó hai con trương liêu ấy. Trời mất dạy. Thế là đánh cái gì. Mẹ có hai con tướng choáng cả đôi luôn ạ. Vãi đái ạ. Mẹ tiên sư hền thế. Bố không. Đã vậy bố mà nhá, tả từ lên trên. Ôi thế này thì còn chơi gì nữa. Lên mẹ kim duy rồi. Nói là phải làm luôn. Để nữa. Bỏ ra từ cho nó bắt. Nhưng mà con lữ bố này đang hai đồ. Kim duy rồi. Đến đại kim duy xong rồi bây giờ ra thêm kim liêu nữa. Chết mẹ, bán liêu đi. Vãi lồn bán liêu, đéo hát. Đến mẹ sống chết cũng không bán liêu nhá. Bán thế nào được. Chắc gì trận này nó đã thắng. Chắc gì trận này nó đã thắng. Má nó bắt vừa lục tốn mà còn khóa mít nữa. Thằng này vẫn chưa chết à? Cầm con Trương Liêu khó chịu thế nhở? Trương Liêu ơi, bây giờ làm sao đam đi không mà thì mẹ lữ bố nó kích hoạt nội tại này. Ôi xào mẹ rồi, kích luôn. May quá không chết. Hay quá là một thằng ạ. Đéo ra rồi, không làm được Trương Liêu rồi. Hai con kim còn được. Hai con kim được, nhưng mà địch mạnh trận này có ăn được không à. Trận này mà thua thì còn đỡ. Chứ mà thắng là toang này. Nhây đi không, nhây kiểu gì bây giờ. Nhây nó sợ thua luôn ý. Bỏ tướng ra. Quan trọng là quả kia nó mà roi ra là ngon. Hay còn đưa một sao vào, địt mẹ sợ thua luôn đấy. Bán tả tử. Địt mạnh công, sao lại công tham hố thế à. Thế là công tham hố ấy lần. Thế là chết, thế là chết. Địt mạnh lại phá mít rồi. Tôi bảo có lữ bố nó choáng thế giới đấy nhở. Lữ bố choáng hay thật sự luôn ấy. Choáng vãi lồn luôn. Này thì choáng vãi lồn này. Mất kim liêu rồi. Còn sao. Thế thôi anh em ạ. Cũng hơi sót còn kim liêu một tí. Đi mẹ hơi sót còn kim liêu một tí. Không sao. Các bạn là thằng top 2 vẫn đang còn sống, vẫn cầm con liêu. Thằng top 3 thì nó tôi vừa đánh để chết ở trận trước. Hai ngày chết sớm một tí thì còn đỡ. Không sao. Hôm nay gọi là buổi live gọi là hoàn hảo rồi. Trận cuối cùng top 1 cho anh em gọi là vui vẻ. Rồi anh em thế giờ rồi. Ok, hẹn lại anh em các buổi live stream tiếp theo nhá. Bye bye anh em nhá. Nhớ là ủng hộ video nhá.